Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trọng Thể ở Trà Vinh và xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay anh có đặt hàng ở bên em một bộ mic không dây OHF màu vàng gold, loại hai tay mic và chạy pin AA ấy. Thì hiện tại sản phẩm bên em đang bán với giá là 590.000. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video hoặc có thể truy cập vào Shopee Hồng Sen Đỏ để đặt hàng. Shop mình có tên là linh kiện 79. Thì bộ sản phẩm chúng ta gồm có hai tay mic này. Đây là hai tay mic màu vàng gold rất là đẹp. Đẹp long lanh luôn. Ok. Đi cùng là một bộ thu. Bộ thu tín hiệu. Đây, bộ thu tín hiệu. Và bên em có tặng kèm theo cho anh chị là một sắc đơn 5 chân để kết nối tín hiệu nhé. Vâng. Và bây giờ em sẽ tiến hành vào test thử mic, test được mic xong rồi mới gửi hàng cho anh nhé. Đầu tiên chúng ta cấp nguồn cho mạch mic, mạch thu. Sau đó chúng ta bật nguồn ở hai tay mic lên nhé. Đây ạ. Và như vậy là hai tay mic, đèn hai tay mic báo sáng đây. Thì đồng nghĩa với hai đèn bộ thu sáng, hai đèn led màu xanh xanh này. Bây giờ sẽ tắt một mic đi, đồng nghĩa với một mic ở một đèn ở kia sẽ tắt nhé. Đấy. Tắt đi. Đây, mic này cũng tắt đi nhá. Đây. Em bật lên này. Mic này cũng thế. Còn loại tay mic này thì có thể là đổ được tần số nhé, có thể đổ được tần số, và em đã đổ tần số nhé. Đấy, đổ tần số là bóng ở trên đầu thu nó nháy nháy chớp chớp ấy, sáng đấy. Đấy, chớp đấy, cái mic đã thông rồi nhé. Bây giờ em sẽ test mic, test âm thanh thôi nhé. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo, alo. Như vậy là cả hai mic đều hoạt động rất là tốt. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đánh dấu ký hiệu trên sản phẩm để khi nhận hàng các anh chị yên tâm nhé. Đây là ký hiệu của anh nhé. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ shop bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.